hoài, có chỗ bán 25 mà. Cái nhà bây giờ là mình sẽ ăn cái này nha. À, mình sẽ bắt đầu. Rồi bắt đầu mình mời cả nhà thưởng thức ra cả nhà. Bắt đầu mình sẽ ăn nha. À, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay thì xin sẽ mời mọi người cùng thưởng thức với mình là cái chân gà. Mình sẽ đi mua 1 kg chân gà về để mà mình chế biến nó và mình sẽ ướp cho nó thật là hơi cay cay rồi sau đó mình nướng lên ha cả nhà. Đó. Thì mình không biết là mình có nướng ngon hay không. Thì các bạn nhớ là hãy đón xem và coi thử coi cái chân gà này á mình nướng như thế nào và ra làm sao. Chúng ta sẽ bắt đầu đi lựa chân gà về và sau đó mình ướp. Rồi mình nướng ngay bây giờ cho mọi người xem nha. Chị ơi, lấy em ký vậy? Ủa chân gà con? Sao? Chân, à, chân gà đây nè. Ừ, chân gà. Cái này nhiêu ký chị? Cái này 90. 90 hả? Nhìn cái gì? Trời ơi, 70, 100. 70. Lấy em 70 nè. Ủa, trước em nghe lộn tưởng đâu có. Trời, nạt không trời. Cậu cháu à? Dạ. Thì lấy em 70. Rồi mắc không tiền. Ủa lâu lâu cái em ra đây mua. Vừa mới mua chân gà về đây. À, đây là mình mua 70 ngàn thôi. 1 ký của nó tới 90 ngàn. Nè cả nhà. À, mình sẽ chặt nó ra rồi mình nói chung là mình sẽ ướp với ngũ vị hương hay là cái cây gì đó cái mình sẽ nướng lên cho nó thơm nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi rửa nước muối cho nó sạch sẽ cái. Giờ mình đi làm chế biến nha. Thank you.
cả nhà. Bây giờ là mình sẽ ướp cái chân gà để mà cho nó thấm, bắt đầu mình đi ra nướng ở nhà. Đây là cái bước quan trọng để mà mình ướp cái chân gà cả nhà. Trời ơi, người đang trên là dài quá trời. Đi vô, đi ra. Mình sẽ ướp cho nó chảy cho nó ngon ha. Thay thăm vô. Chào cả nhà nha. À, mình đã ướp ướp chân gà đã xong hết trơn cả nhà. Bây giờ là mình sẽ chờ than cho nó chín. Trong thời gian nó chín thì chắc chắn mình sẽ trộn tới trộn lui hoài cho cái gà nó thấm hơn, chân gà thấm hơn để mình dễ ăn. Đó. Thì mình sẽ gắng chờ than cả nhà. Đó, giờ mình sẽ trộn chân gà ha, cho nó thấm nhiều ngon hơn. Mình sẽ để một cặp chân cho ba mình nha. Thì nói chung là mình ăn, mình chừa một ít cho ba mình ăn để ông cho vui. Đây là chân mình sẽ để lại cho ba mình ăn ha cả nhà. Đó, còn như đây thì mấy con cháu mình sẽ thưởng thức cho cả nhà cùng xem. Quá hấp dẫn luôn người nhà, ngon quá. Nha, bây giờ mình sẽ đem lên một dĩa gà để mình thưởng thức cùng với cả nhà nha. Nói chung dĩa gà này mình sẽ cắt nhỏ lại để chúng ta ăn từ từ cho ngon. Đó, thì mình mời cả nhà cùng bắt đầu thưởng thức với mình gà, cái chân gà nướng này nha. Thì mình không có bỏ màu cả nhà ơi. Nói chung là mình nướng nãy giờ cũng rất là gần cỡ 20-30 phút rồi. Đó, bây giờ chúng ta thưởng thức nha. Bây giờ mời cả nhà nha. Mình sẽ lấy. Đây này nè, đây, em làm đây.
mình sẽ ăn cái này nha. Mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái dĩa gà này cho mọi người cùng xem nha. Nè mọi người, mình còn hai cái chân gà này chưa chín nữa nè. Mình sẽ gán chờ nó xong cái mình lên ăn luôn ha. Rất là thơm các bạn cả nhà. Không biết nó ngon hay không. Rồi. Mời cả nhà nha, bây giờ mình bắt đầu thưởng thức cái món này cả nhà. Quá ngon của mọi người ơi. Rồi. Dữ không? Còn đại đi, chú có ai tắm chưa? Con chưa, con tắm rồi. Chú tắm thì ngồi đại đi. Chú ai tí nữa. Tắm ngồi rộng mà chích bà. Chú tắm thì ngồi đại đi. Không đang ngồi gì nữa. Đang ngồi gì nữa. Đang ngồi xuống băng giúp cậu. Cả nhà, bây giờ mình mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình cái dĩa chân gà này nha. Nói chung là mình sẽ hạn chế quay mình tại vì bây giờ tối rồi. Nên mình sẽ quay cái phần ăn cho mọi người xem. Nó rất là thơm cả nhà, tại vì mình có bỏ cái ngũ vị hương vô nên nó có mùi thuốc bắc. Nhưng mà rất là thơm và ngon nha. Cảm nhận vậy, vừa ăn nha. Ăn gì vừa lắm. Ăn chứ có làm đồ ăn mà ăn biết không? Không có làm gì không? Cái gì? Chứ vậy mệt quá, ăn đi. Có. Mình sẽ nặng này vô thêm cả nhà. Nói chung là mình chuẩn bị cái nước chấm này vô. Thì mình biết là nó là thấm rồi. Nói chung là mình đã biết nó thấm rồi cả nhà. Nên mình thêm này vô thôi. Rồi mình cắt đi. Nóng. Mình cắt qua được chứ mấy con dành ăn dữ lắm. Rồi còn cắt này nhanh kiểu khó xíu. Đại đó nha, nó nào ăn nhiều ăn nha. Để giữa này rồi đó. Có này cậu. Ăn đây đi. Lấy đi, nhiều lấy. Rồi mời cả nhà nha. Mời cả nhà, cả nhà. Mời cả nhà thưởng thức với mình nha. Ngon. 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 Giống mà gai không? Không. Mà nó còn ngon hơn. Mà nước mắm cay quá. Rất là tuyệt vời cả nhà. Nhiều chấm nữa. Xuống đây nha, xuống đây nè. Xuống chưa ăn gì cậu ơi. Xuống chưa ăn rồi. Không, hấp cổ nó. Cô quầy một nói phải nghe nha, ăn phải làm nha. Nãy con làm nha. Nói chung là nước chấm quá đã và ngon. Bây giờ mình sẽ còn một ít đây nữa cả nhà đó. Ăn đã mà nha, lâu lâu thì cả nhà nên nhớ là mình mua cỡ 1 ký 2 ký đó, cái mình ướp cho ăn cái đã rất là thơm. Nhớ bỏ ngũ vị hương vô cho nó mùi dĩa thơm, hoặc là cái gì cũng được cả nhà, miễn sao cả nhà cảm thấy ngon là được. Bây giờ mình tiếp tục nướng thêm phần kế tiếp nha. Ngon quá. Bây giờ mình mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình cái món gà tiếp theo nha cả nhà. Đây là cái cuối cùng nha. Gà rất là ngon. Cái cuối cùng hết rồi nha các bạn. Ừ, để cậu cắt xong đi rồi vô mới nữa. Cậu mà mẹ ăn không? Tôi đang ăn nè. Ủa, tiền của em hả? Ừ. Tiền em với tiền cậu. Tiền của cậu nè.
ăn đi. Con ăn con xin chị con chị mua cho con ăn. Rồi. Rồi bắt đầu mình cả nhà thưởng thức rồi cả nhà. Bắt đầu mình sẽ ăn nha. Đó, mời cả nhà. Ủa cậu đem ra cho nó về làm gì không? Nó ăn cái chan nè. Nó chan xin vô. Cho nó nghe nha. Đó, mình chan cả nó cả nhà thấy không? Rồi ghé cho nó nhìn lên luôn đi. Rồi cả nhà nha. Rồi cả nhà. Tư ơi là tư bỏ vô cho. Bỏ đặt lên vô. Đây là sẽ ăn hết. Chị cho ăn không? Ăn con. Cái này của cậu mà nó ăn. Ăn đi rồi đừng giống như con mầm mót nha. Nói cậu xin á, không lo cho ăn nha. Đây nè. Nhức nát luôn rồi. Bây giờ có mấy cái xương nằm ở đâu vậy? Cậu thấy bán nhiều nữa. Cậu mua ký 40 ngàn mà cậu cháu đi gắn hùng. Sao ăn vậy? Thôi, cái video của mình xin đến đây kết thúc. Cả nhà nếu thấy hay nhớ nhấn đăng ký subscribe chia sẻ cho kênh của Sinh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Xin chào. Chào. Cô nào? Anh con vậy đi ơi. Anh cô cần ba bé ngủ. Nó thì nó tới ra khỏi luôn. Ông Hai nào? Nào nhìn ông Hai khỏi.